là anh chưa ngủ rồi đấy. Em giữ da để với của nước. Gió tạt qua nãy giờ, từ từ gió tạt qua nữa giờ. Chứ làm gì hiểu? Em tháo len lên. Ủa sao vậy, đeo len hả? Sáng em đeo len. Em bị cận mà. Em cận mấy đòn? Em cận tới 3 đô rưỡi rồi. Nhưng mà em đeo len cả ngày em chịu nổi được hay vậy? Thế là tại vì cái len nó cũng mềm á. Mua cái len nó mềm nên là cái, nói chung là cái loại mà đeo cả ngày được. À, đeo ngủ cũng được luôn. Nhưng mà thôi, để em tháo rồi. Nhưng mà em không mổ được là vì bác sĩ em cho phép mổ hay là em chưa khám? Không, ý là tại vì em cảm giác là em thích nó như vậy anh. Tại vì có đôi khi cái giống như em cảm giác là nó có cho em hai sự chọn. Một là nhìn rõ, hai là nhìn mờ. Có những thứ em không muốn nhìn rõ thì em tháo mắt kiến nè. Kịp không? Thank you.
Lâm vô lẹ. Mình ơi, cho tôi vô được không mình? Trời Lâm ơi, ngủ thôi Lâm ơi, anh ngủ đây, bye bye em, chúc em ngủ ngon. Chưa gì mà liệm nhanh vậy? Thơm hết luôn. Thơm hết go. Camera quá trời, hai cái chú yêu. Ôi ghê vậy. Trên đầu em nè, tôi luôn em nè. Thôi chúc mọi người ngủ thật ngon, thì bây giờ anh em tôi sẽ ngủ nha. Rồi, bye bye mọi người. Em đã tẩy tre xong hết tội nghiệp, làm mấy nữ, mấy nhộng gái tội nghiệp quá. Alo. Bên em cái gì vậy cô? Cái này là cái micro mẹ, đang ghi hình mà. Ghi hình em bón cho em bón luôn mẹ ơi. Đi toilet cũng bị ghi hình luôn, ngủ rồi cũng bị ghi hình, em bón cho em bón luôn. Thông báo tin vui nha, sáng giờ toàn thắng nha. Có lụm gì cho vợ gì không? Có lụm gì gì cho em không hả? Làm gì có cái gì đâu lụm. Ủa cái thắng, thắng có gì chứ? Ý là thắng tất cả mọi thử thách, được ăn, được uống, được ngủ trong lều được. Rồi sau mỗi đội phải làm MV, anh thì làm đạo diễn, hai bạn còn lại thì làm diễn viên. Em làm MV của bài Tình Thơ, hôm nay là chủ đề là thanh xuân. Rồi giải nhất nữa, ngại ghê. Thôi mày ngủ đi nha, sáng mai đưa con đi học nha. Cho con ngủ đi, đừng nói chuyện hồi con mới công cổ thức. Ok, bye em. Nhiều lều có cái nào của mình đấy? Có 3 cái à. Thế cái nào cũng có dép để ở ngoài ấy. Đội nào cũng mở rồi, ủa chứ cuối cùng mình ở đâu ta? Ủa là một lều được 2 người. Ủa? Ủa chị cuối cùng đội em ở đâu? Lều mình đâu? Lúc nãy trên đường đi tìm mình gối, các bạn có nhớ 1/3 chặng đường có 2 cái lều? Vậy là 2 cái lều đó. Xa không anh? Xa nha. Xa nha. Tôi sẽ giải quyết cho Kim Vũ có thể vào xin ngủ nhờ Phương Anh Đào và Lily. Còn hai bạn nam vẫn phải thực hiện thử thách của mình. Thôi em đi lên vậy. Ngại lắm. Thôi em đi lên. Tới đây để trải nghiệm mà. Đây không phải lần đầu ngủ ngoài nhưng mà lần đầu ngủ trên đó. Mấy đứa đi nghe. Chun đi ngủ ngon nha con. Anh. Sao không nhỉ? Bên này đúng không? Bên phải. Trời ơi, mình được bật đèn ngủ không? Cái kêu cái đèn à? Thôi bây giờ dậy, bây giờ tôi phải ngủ rồi, sáng mai tôi dậy sớm. Dậy sớm quay cả đình minh hay gì đó không biết. Good night, chúc mọi người ngủ ngon. 2 ngày một đêm, mãi định.
Cử một thành viên lên đồi lấy cờ. Một thành viên. Nhiệm vụ hả? Rồi. Lấy luôn. Đây. Nắm vô vòng dây anh Tuấn ơi. Tay á. Tuổi già sức yếu hợp đến. Ủa, có nói mình màu này màu kia không? Mạnh. Thôi mà. Giờ đầu kia sao mình để vào ngủ luôn hay sao? Không được. Phá cho anh. Sống phải biết tham chứ. Gì? Hả? Tham. Cái đầu này là trùm ngủ luôn. Ê, Ngô Kiến Quy mà xếp chung với Lily Vũ Lâm thì ngủ gì thôi. Làm giấc ngủ gì mà ngủ lâu dữ vậy mấy em? Ôi say giấc nồng. Ôm nhau luôn. Ôm nhau luôn hả? Ôm nhau luôn. Thời tới rồi hai em ơi, thú thật với gia đình rồi. Tôi đề nghị các anh chị một lần nữa thức dậy đi ạ. Chúng tôi thật thiết yêu cầu anh Ngô Kiến Quy và anh Lê Dương làm thức dậy đi ạ. Chúng tôi thật thiết yêu cầu nếu không chúng tôi sẽ có một động thái mới ạ. Bà kia đâu? Ủa bà kia đi đâu rồi? Kìa. Trời ơi. Đi ngủ phải đeo sừng vậy đó hả? Thông báo cho toàn ekip đoàn, ngày hôm qua là Phương Đào không tắm nha mọi người. Đến hai mấy ngày hôm nay nha mọi người. Tránh các tình trạng gần gũi của cô ấy. À, đúng hợp ghê, hôm qua em cũng không tắm. Thôi trùng hợp nữa. Mày tính gần gũi hay sao? Anh chết rồi. Em không tắm hả? Em quay có đâu tắm đâu. Em chơi có một ngày. Nhưng mà em đã đau họng, em nói chuyện không nên lời. Em mà tắm nữa chắc hôm nay mọi người khiêng em về luôn. Thông báo cho toàn đoàn, Phương Đào em qua không tắm, không đánh răng. Và bây giờ hiện tại là không hết tức. Chúng tôi đang hoảng sợ.
đẹp, cái đó cũng đẹp á. Đó vậy anh. Ủa, không quan tâm thử thách của anh trời, tâm thương không? Tao mày khỏi làm nha. Các bạn cử một thành viên lên đồi lấy cờ. Rồi gì Phương Anh Đào đi. Ai mà vậy trễ ra đây sao nó lên đi chưa lấy cái cờ kìa. Em muốn đi lắm á mà anh bị chậm quá. Em muốn đi lắm á mà anh bị chậm. Đi, em đi nha. Em đi nha. Em trai em á. Chú bé lắc chắc. Cái sách xinh xinh. Nè lại làm nhiệm vụ đi nè. Quyết nè cái chân thông thắt lên. Rồi mình chấm cờ chỗ mình thôi em. Theo thứ tự lấy cờ, mỗi đội hãy bốc một lá thăm để nhận nhiệm vụ thu hoạch nông sản sáng nay. Nhất lấy đi trời. Ủa, lấy miếng ngò đi. Miếng ngò đi. Cái ý đầu á dễ nhất. Đánh trái cái điểm hả Quyên? Đó. Cho Quỷ đi, Quỷ ngoài đi, Quỷ nó muốn vậy mà. Đúng rồi. Đây.